Xã Nghĩa Hà có diện tích trồng hoa lớn nhất thành phố Quảng Ngãi với khoảng 40 ha. Tuy nhiên, hoa trồng ở Nghĩa Hà thường bị hại do thời tiết bất thường gây ra. Để tạo điều kiện cho người trồng hoa phát triển bền vững, có thu nhập ổn định, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Quảng Ngãi đã phối hợp với địa phương triển khai mô hình xây dựng nhà lồng trồng hoa, tạo hướng đi bền vững cho làng hoa Nghĩa Hà. Sau hơn 2 tháng xuống giống, 2.500 cây hoa đồng tiền trồng trong nhà lồng của gia đình ông Đặng Văn Tèo ở xã Nghĩa Hà phát triển tốt và bắt đầu trổ lứa đầu tiên. Trồng hoa trong nhà lồng ít tốn công chăm sóc, cây phát triển nhanh, mau có hoa, ít phân thuốc và ít ảnh hưởng bởi thời tiết. So với cây đồng tiền là nó cô cấp hơn các loại hoa kia, nên mình muốn đem cây đồng tiền này mình làm thí nghiệm, làm thử đầu tiên, mà mình thấy nó rất là đẹp. Xây dựng nhà lồng trồng hoa có 5 hộ dân ở thôn Bình Đông, xã Nghĩa Hà tham gia với diện tích 2.500 m², tổng kinh phí hơn 820 triệu đồng. Trong đó, các hộ dân đóng góp 50%. Nhà lồng được xây dựng bằng khung sắt, phủ bạc che ni lông trắng, lưới râm che nắng và lưới chắn côn trùng cùng với hệ thống tưới nước bên trong. Theo đánh giá của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Quảng Ngãi, cây hoa trồng bên trong nhà lồng sẽ tránh được các nguy cơ gây hại như thời tiết xấu, côn trùng cắn phá và hạn chế được các nguồn lây bệnh bên ngoài. Năng suất cao, chất lượng đồng đều giúp người dân thay đổi tập quán sản xuất theo kiểu truyền thống, hướng đến sản xuất hàng hóa chất lượng cao, bền vững hơn. Qua có thực hiện cái mô hình này thì sẽ giúp cho bà con thay đổi được cái tư duy trồng hoa theo cái hướng hàng hóa và cũng là nền tảng để hướng đến là xây dựng cái làng nghề trồng hoa An Nghĩa Hà cách bền vững, gắn với cái du lịch sinh thái ở khu vực này. Làng hoa Nghĩa Hà phục vụ thị trường hoa trong và ngoài tỉnh vào những ngày rằm, mùng 1 và lễ Tết. Ước tính mỗi năm, người trồng hoa ở Nghĩa Hà có doanh thu 14 tỷ đồng, trong đó lãi khoảng 7 tỷ đồng. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xã Nghĩa Hà quy hoạch vùng trồng hoa chuyên canh tại xứ đồng Hương Hỏa ở thôn Bình Đông với diện tích 10 ha sản xuất hoa chất lượng cao và thành lập chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người trồng hoa. Còn đối với địa phương về quy hoạch cái vùng hoa chuyên canh ấy, thì đã trước bước đầu thì quy hoạch được 10 ha và đã được Ủy ban nhân dân thành phố là đầu tư cái cấu hạ tầng đường và điện trong đây là hơn 4 tỷ thì sẽ tổ chức thực hiện trong năm 2022. Và về cái quy hoạch mở rộng thì khoảng 30 ha trong cái vùng này thì sẽ thực hiện trong cái thời gian đấy. Thành công ban đầu từ trồng hoa trong nhà lồng sẽ giúp người trồng hoa Nghĩa Hà có thêm động lực nhân rộng trồng các loại hoa có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần tăng trưởng kinh tế của địa phương.